Vâng, chào các bác nhé. Rất vui lại gặp lại các bác ở một cái video hôm nay. Thì qua những cái video trước thì em đã giới thiệu tới các bác rất chi là nhiều những cái mẫu kìm kéo đồ dùng làm vườn của bên em, dụng cụ nông nghiệp. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu riêng tới các bác cái chiếc kéo ghép cành. Thì chiếc kéo này nó cực kỳ là tiện ích các bác nhé. Đối với các bác làm vườn, làm nhiều hoặc là các bác làm ít, nhà bác có một vài cây chanh, cây bưởi mà các bác muốn ghép cành chanh vào một cái cây bưởi dại trong vườn, thì đối với chiếc kéo này thì cực kỳ là dễ dàng để các bác làm. Đây là chiếc kéo đây, và đi cùng với chiếc kéo là có hai lưỡi dao đi theo các bác này, hai lưỡi dao cực kỳ là sắc, và một cái khuôn để cắt đấy các bác nhá. Khi các bác mà đã mua về rồi thì các bác giữ cái này cẩn thận, cẩn thận nó mất. Và các bác mà quan tâm đến những cái dòng sản phẩm của bên dụng cụ nông nghiệp bên em, các bác đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông nhé, để mỗi lần em làm video các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất về tất cả những cái sản phẩm của bên em. Thì em sẽ thử chiếc kìm ghép cành này để cho các bác được biết cái tiện lợi và cái chức năng làm việc của nó. Đây, khi các bác mà mua về thì nó ở trong một cái vỏ bọc như này em vừa mới bỏ ra nhé. Và cái cách hướng dẫn thì cũng ở trên tờ bìa này rồi, và các bác có thể tham khảo trên cái video này của em. Các bác sẽ mở chiếc kìm này ra ở cái lẫy màu đỏ này. Chiếc kéo này, chiếc kéo Đài Loan nhé, cực kỳ là tốt. Cái chức năng của nó thì nó có một lưỡi kéo đây các bác này, lưỡi kéo để bấm tỉa cành, và cái phần để ghép thì là ở đây các bác nhé. Em sẽ tiến hành thử đối với cái cành bưởi này nhà em để các bác được tham khảo, và sẽ hẹn với các bác là ở một cái video sau thì em sẽ đi ghép cành trực tiếp để các bác được xem. Đối với chiếc cành như này, khi mà các bác muốn ghép thì tỉa bớt lá đi. Đây, cái phần cần tỉa thì các bác có thể tỉa bớt lá đi. Kéo này nó rất chi là tiện đấy. Đây, lá như thế này nhá. Em sẽ cắt đôi cái phần này ra. Đây, cái phần này em đã cắt rồi. Đây là cái phần ngọn này các bác nhá. Còn cái phần này là phần gốc này. Phần gốc và phần ngọn thì cắt nó có khác nhau các bác nhé. Đây là phần gốc, em sẽ cắt thử cho các bác xem này. Đây các bác này, đây là phần gốc nha các bác nhé. Và em sẽ cắt cái phần ngọn. Còn đây là cái phần ngọn này. Phần ngọn là cây này. Các bác sẽ đổi chiều nó sang bên này. Không cắt cùng một chiều các bác nhá, nó sẽ phải đổi chiều đi. Sẽ đổi chiều như này nhá. Đây các bác này. Đây là cái phần ngọn này các bác sẽ cắt, nó sẽ được như thế này. Đấy. Còn đây là phần phần gốc nhá. Các bác sẽ ghép vào đây như này. Đấy. Đây này các bác này. Như này là đã in đét nhá, các bác đã nhìn rõ chưa? Rất chi là in và giấy bóng đây. Đối với một cái cuộn bóng như này thì chắc các bác dùng vài năm không hết được, nó rất chi là to mà nhiều. Với những cái sản phẩm như này, các bác mà quan tâm nếu cứ alo trực tiếp đến số điện thoại. Bên em giá lúc nào cũng là hợp lý nhất để gửi đến tay các bác. Cực kỳ là dễ. Đây các bác nhá. Đây là em chỉ làm thí dụ thôi. Đây các bác này. Đối với một cành mà ghép thì chỉ cần như này thôi đã là ổn rồi, và cái phần dưới này như em hướng dẫn các bác, cái phần dưới này có thể là cây bưởi, còn phần trên này là cây chanh. Chỉ tầm sau độ một tháng sau là sẽ phát triển bình thường nhé. Phần trên này sẽ là cây chanh ra quả, rất chi là tiện lợi đấy. Thế mà các bác mà quan tâm đến cái dòng kéo ghép này của bên em nhé, alo trực tiếp đến số điện thoại em để bên dưới tiêu đề đấy ạ. Bên em cung cấp tất cả cái dụng cụ nông nghiệp về kìm, về kéo, về dao, tất cả những dòng mà các bác quan tâm thì cứ alo. Bên em có tất cả để phục vụ các bác nhé.
Vâng, các bác mà xem video đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để theo dõi những cái sản phẩm tốt nhất, mới nhất của bên em và để gửi đến tay các bác nhé. Đấy, và bên em bán hàng rất chi là có ưu đãi với khách hàng, nên là các bác an tâm cứ alo. Vâng, chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.